sẽ làm các bài toán liên quan đến web. Thì tất cả những cái bạn ngồi đây thì các bạn đều phải tương tác với web hết. Bất kể ai, kể cả ứng dụng phần mềm hay là web hay là cả mobile, các bạn đều phải tương tác với web, phải làm việc với web nha. Mobile. Ok. Rồi, ta sẽ đặt cái bài toán ha. Bây giờ ta xử lý các cái bài toán cụ thể nè. Ok. Bài toán thứ nhất, các bạn nhớ là các bạn sẽ làm việc với web ha. Sử dụng JavaScript để xử lý web. Đúng chưa? Giao diện web. Thì cái này là cái đầu tiên, tức là cơ bản nhất mà các bạn quan tâm. Sau này các bạn học vững cái này rồi á, thì đến các bạn sẽ còn thời gian nữa thì chúng ta sẽ làm việc với cô sẽ hướng dẫn thêm Node.js á, cái đấy cũng rất là hay, tôi sẽ nói sau. Còn trước mắt là các bạn cứ làm việc với web trước đã. Cái này hoàn toàn là client. Được chưa? Thì ta sẽ xử lý dùng để xử lý các bài toán như sau. Ví dụ bài toán 1 là các bạn làm việc với xử lý form, validation form. Đó là bài toán 1. Bài toán 1 là bài toán để các bạn bắt lỗi ở trên form. Ok. Đó. Web nha. Mà cái này các bạn mà không bắt lỗi, mà các bạn làm một ứng dụng, một cái web app hay là một cái website mà không bắt lỗi, cái này là một cái mà cơ bản nhất mà không thể thiếu. Khi hỏi cái này không có, coi như các bạn trừ điểm rất là nhiều. Bài toán thứ hai đó là các bạn xử lý về CSS, xử lý các cái hiệu ứng chẳng hạn, đúng không? Và cụ thể là ví dụ như trước mắt là các bạn xử lý, ví dụ như các bạn thấy là trên web nó hay có cái slideshow, đúng không? Các bạn nếu bạn học JavaScript thì học rồi, nhưng mà cô cũng nhắc lại cái bài này, đúng không? Slideshow. Bài toán 3. Bài toán này thì các bạn dùng để các bạn làm việc với CSS. Với CSS ở trong JavaScript. À, stylesheet. Ok chưa? Bài toán 4. Bài toán này là bài toán các bạn làm việc với giỏ hàng. Xử lý giỏ hàng làm sao? Đúng không ạ? Cái này là những bạn mà sắp tới mà có làm đồ án ý, web hoặc là ứng dụng phần mềm các bạn làm đồ án á, các bạn sẽ phải dùng tới nó. Đúng không ạ? Giỏ hàng. Được chưa? Rồi. Thì nó liên quan đến cả lưu trữ rất là nhiều thứ trên này nữa nha. Đấy. Thì ngoài ra còn một số cái bài toán mà nhỏ nhỏ nữa tôi xử lý sau. Thì trong quá trình xử lý các bài toán như này á, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn một số cái kiến thức liên quan. Ví dụ sẽ nói đến vòng lặp, sẽ nói đến cái cú pháp để các bạn tương tác với cái web, vân vân, tất cả những cái đấy. Ok chưa? Thì sẽ nhắc đến, mà ta sẽ học theo vấn đề, học theo bài toán, chứ ta không đi vào cái gọi là lý thuyết nha. Mấy cái lý thuyết đấy coi như các bạn biết rồi. Dù bạn nào mà học C rồi thì biết các câu lệnh lặp, biết rồi, đúng không ạ? Câu lệnh if, câu lệnh switch biết hết rồi. Ok chưa? Rồi. Bây giờ ta đầu tiên là các bạn đi xây dựng cái form. Muốn xử lý form thì trên web các bạn phải xây dựng cho cô một cái form. Được chưa? Cái form. Thì các bạn mở anh này ra, tạo một cái thư mục. Trong này các bạn tạo các thư mục con. Ví dụ như là để JavaScript, ví dụ để CSS. Đó. Ví dụ để hình ảnh. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ cô làm cái form đăng ký đầu tiên chẳng hạn. Form đăng ký ha. New file register.html. Ok. Tạo một cái form đăng ký đầu tiên. Ok chưa? Các bạn có cái này hết rồi đúng không? Đấy, form đăng ký đầu tiên.
chưa? Đó. Rồi. Về lưu ý ở trong HTML nha các bạn. Có một số bạn có thể chưa học web thì bây giờ cô sẽ nói một chút. Trong HTML thì cái này nó được gọi là các thẻ. Thì có một cái đặc điểm rất là quan trọng là anh JavaScript nó là cái ngôn ngữ nhúng ở trong HTML. Nó là tiền thân của nó chỉ là ngôn ngữ nhúng thôi. Đúng không ạ? Nó là một cái bộ ba gồm HTML, CSS và JavaScript. HTML để làm nhiệm vụ là hiển thị nội dung. CSS là làm nhiệm vụ trình bày, ví dụ như là bố cục nè, màu sắc nè, vân vân, một số hiệu ứng. Còn JavaScript thì nó làm nhiệm vụ là cho phép người dùng tương tác lên các đối tượng ở trên HTML. Đúng không ạ? Tương tác. Đấy, làm rất nhiều thứ ở trên này. Đó, mục tiêu đầu tiên của nó là như vậy. Thì có 3 cách để các bạn khai báo JavaScript ở trong HTML. Cách thứ nhất là các bạn khai báo trực tiếp ở trong thẻ, ví dụ button type bằng button click me. À, trong này các bạn khi chạy nó nha, tôi hiển thị nè, light up. Ủa, đâu phải cái này. Nhầm. Đây nha, cô chuyển nó sang đây. Đây. Thì giả sử như cô muốn click me, click vào đây nó thực hiện công việc gì đó, thì các bạn sẽ đặt cái JavaScript vào trong cái một cái sự kiện trong này chẳng hạn. On click như là alert, như là hai chẳng hạn. Ở đây click me cái nó sẽ hiển thị cái hai. Thì đoạn code này nè là đoạn code JavaScript, đúng không ạ? Nó là một câu lệnh JavaScript, nó được viết ở trong cái sự kiện là sự kiện on click. Cái này được gọi là trong dòng, thấy rõ không? Cái này được gọi là viết ở trong dòng, ta gọi là inline, có thể gọi là inline đúng không? Đó, cách thứ hai là các bạn viết theo kiểu nhúng. Ta gọi là embedded, là nhúng. Là script, viết trong thẻ cái script. Đó. Ví dụ như là viết alert một cái gì đó chẳng hạn, hay là các bạn bật ra một thông báo, hay là các bạn bật ra một cái confirm gì đó. Confirm. Delete me now, ví dụ vậy. Yes, no. À, nó chạy nè. Ok, nó là cái bật cái thông báo, tức là cái confirm á. Yes or no, ok, cancel. Nếu cancel nó không thể làm gì cả, ok thì nó thực hiện công việc gì đó. Đó, ví dụ như cô để là if confirm, có nghĩa là if cái này là true thì tôi sẽ gõ thêm chữ document.write, như là thank you, được không? Xóa mình và cảm ơn, đúng không ạ? Còn nếu như không cancel thì không làm gì cả, đúng không? Nó hỏi này, ok thì nó hiển thị chữ thank you. Còn nếu như cancel thì nó không làm gì ạ? Hiểu không ạ? Tức là cái này á, cái alert này, à, cái confirm này trong JavaScript á, trong HTML là dùng để các bạn check. Các bạn check khi bạn xóa một cái gì đó, bạn có chắc chắn xóa không? Yes, xóa. No thì không xóa. Ok chưa ạ?
Được chưa? Cái ghế nè con. Rồi. Cái cách viết thứ hai này là cách viết nhúng. Đúng không ạ? Nhúng. Cách viết thứ ba là các bạn tạo một cái file JavaScript. Các bạn giả sử cô tạo trong này. À, ví dụ như là register.js. À, CSS, à, React, sorry. Cái đuôi của nó là phải đuôi JS, JavaScript. CSS là cái Starship, đúng không? Đấy. Rồi, các bạn nhúng vào. Các bạn nhúng vào này các bạn. Thì các bạn nhúng ở đâu cũng được. Trên, dưới, trái, phải, ở chỗ nào cũng được. À, nhưng mà nói vị trí của nó thì tí nữa tôi sẽ nói ha. Nhúng được. Được. Nhúng đâu cũng được hết nha, nhúng ở sau cùng này cũng được luôn. Thì ở đâu các bạn, ví dụ các bạn nhúng ở đây, thì các bạn dùng cái thẻ script. Cái link của nó là src. Đúng không ạ? Cái này các bạn là chấm xe, các bạn ra cái gì ạ? GF register. Yeah. Các bạn ở đây các bạn gõ code ở bên này. Thì code ở bên chỗ trang cái file register này nó giống cái code này. Nhưng nó không có thẻ script nha. Trong nhúng là các bạn phải để trong thẻ script. Còn trong này thì nó không có thẻ script. Nhiều bạn copy như này là sai. Nhiều bạn viết kiểu như này là không có đúng. Tức là nó sẽ không có thẻ này. Nó không có thẻ này. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ các bạn nhúng vào ở đâu thì nó sẽ gọi ở đấy. Đây con ghế nè. Đây con ghế nè. Đủ ấy chưa? Rồi, ổn định chưa? Đây là ba cách viết nha các bạn. Đây là ba cách viết JavaScript nha. Nhắc lại nè. Cách thứ nhất là các bạn thêm cái code JavaScript vào trong một cái sự kiện gì đó. Đúng không ạ? Trong cái HTML thì có rất là nhiều sự kiện. Ví dụ on click, on double click, on mouse over, on mouse out, rất là nhiều thứ đúng không? On focus, on blur, tức là rất nhiều cái sự kiện. Thì thực ra là cái, nó không chỉ viết được một dòng mà viết nhiều dòng, các dòng này cách nhau bởi dấu chấm phẩy là ok, được chưa? Các bạn có thể viết ABC cộng trừ nhân chia thoải mái vào đây, nhưng mà không nên viết nhiều. Nếu mà nhiều hơn một dòng thì các bạn nên viết nó thành một cái hàm, thành một cái hàm, được chưa? Cách thứ hai là các bạn nhúng. Nhúng thì các bạn để trong cái thẻ script. Tùy từng người. Có những người thích viết code JavaScript để đầu. Có những người thích viết để cuối giống như tôi. Đúng không? Nhưng mà để đầu hay để cuối nó cũng có lý do. Nó cũng có một vài tình huống nó xảy ra lỗi. Nó xảy ra lỗi nhá. Mình phải biết để mà mình biết à nó lỗi ở đâu để mình sửa. Tình huống thứ ba là các bạn để ở trong một cái file, các bạn tách nó thành một cái file để riêng đuôi .js. Xong các bạn gọi nó bằng cái thẻ script. Lưu ý nhé. Cái anh link, thẻ link mà các bạn gọi CSS ấy là nó không có thể đóng, nhưng mà riêng thẻ script thì nó phải có thể đóng. Mặc dù ở dưới chả có cái gì, nhưng mà nó nguyên tắc nó thẻ mở của script là có thể đóng nha. Đấy, cái thẻ link là không có. Các bạn cái thẻ link này là không có. Được chưa? Nhưng mà thẻ script là có ha. Đó. Rồi, thì cô giới thiệu một chút về cái cách các bạn đặt để cái file này.
Thì bây giờ ta sẽ làm một cái demo đầu tiên, là demo dành cho cái form đăng ký ta dùng để bắt lỗi. Tại sao cô nhấn mạnh cái bắt lỗi? Bởi vì là như thế này các bạn nè, lại vẽ nha. Đấy, tôi khoái vẽ lắm. Đấy, đây ta gặp cái tình huống như này nhá. Bây giờ ta sẽ xử lý vấn đề như này nè. Thì các bạn có một cái database, đúng không? Database có một cái database. Cái database thì nó vẽ cái hình này. Đây các bạn thấy là tôi vẽ xấu lắm mà vẫn vẽ. Mấy đứa có thể tôi lưu lưu thì gươm gươm. Ây da, đây. Cái này ta gọi là database. Ví dụ như SQL Server, MySQL hay bất kỳ một database nào. Thì các bạn để ý nhá. Với database thì ví dụ như các bạn để là kiểu date, đúng không? Các bạn để kiểu date mà các bạn nhập kiểu khác kiểu date, nó sẽ báo lỗi. Mà cái lỗi của nó mà văng ra là cái lỗi đấy là lỗi hệ thống. Có hiểu không? Lỗi mà để mà bắt lỗi đến vào database mà nó văng lỗi thì lỗi đấy là lỗi hệ thống. Mà lỗi hệ thống thì các bạn không xử lý được. Nó gặp lỗi trong SQL Server cái là thôi nó văng luôn. Gặp lỗi trong MySQL cái là nó văng luôn. Hiểu không ạ? Thì về nguyên tắc, chúng ta sẽ không để cho xảy ra cái tình trạng lỗi đó. Về nguyên tắc là như vậy. Vậy nếu như không muốn xảy ra cái lỗi ở trên database, trật tự đây la lớn lắm rồi, thì chúng ta sẽ phải chặn nó lại. Chúng ta sẽ chặn nó lại trước khi cái dữ liệu đấy vào đến database. Hiểu không? Ừ. Rồi bây giờ cái này là tầng ứng dụng của chúng ta. Nghe nè, đây là tầng ứng dụng nha. Cái này cô nói, cái này các bạn sẽ là cái tầng này gọi là tầng application. Cái này được gọi là cái tầng ứng dụng. Thì về nguyên tắc là các bạn gì đấy ạ? Các bạn đẩy dữ liệu lên, đúng không? Và hoặc là request dữ liệu, kêu dữ liệu về, đúng không? Dữ liệu để trả về hay là đẩy dữ liệu lên, các bạn sẽ tương tác kiểu như này. Đồng ý chưa? Cái tầng này tầng ứng dụng. Thì giả sử như các bạn có một cái form nhập. Tôi lấy một cái form nhé. Cái form này là form register, đăng ký. Ví dụ như các bạn trong này có cái một cái trường gọi là trường ngày sinh chẳng hạn. Ngày sinh. À, ví dụ cái này là date of birth. DOB, cái ngày sinh. Kiểu của nó sẽ là kiểu date. Nếu như giả sử như các bạn mà với cái anh HTML các bạn, đặc điểm như này, tất cả những dữ liệu các bạn nhận vào nó đều coi là chuỗi. Nó đều coi là chuỗi. Và nó không đảm bảo cho các bạn là nó có đúng định dạng ngày tháng hay không, đúng không? Giả sử như nó không đúng định dạng ngày tháng, các bạn đẩy cái ngày này, đẩy cái ngày này, các bạn đẩy nó lên database. Mà database bảng bảng user các bạn mà để kiểu date, mà các bạn khi nhập dữ liệu vào không phải kiểu date, nó bảo lỗi ngay. Hiểu ý chưa? Thì bây giờ các bạn bắt buộc phải chặn dữ liệu lại, trường hợp nó bị sai. Vậy chúng ta sẽ có hai cách để bắt lỗi. Vậy chúng ta có hai cách để chặn. Một cách là các bạn xử lý dùng cái code, ví dụ các bạn lập trình Java, các bạn dùng code Java để xử lý. Các bạn dùng lập trình PHP, các bạn dùng code PHP để xử lý được luôn. Nhưng mà cách như vậy nó không tối ưu. Tại vì code Java hay code PHP thì đã là xử lý server rồi, dùng code server để xử lý rồi. Thì có cách để các bạn xử lý cái này nhanh nhất, đó là các bạn xử lý tại chỗ, xử lý trên client luôn, trên browser luôn. Thì cái đấy là JavaScript, là nó là một cái công cụ cực kỳ tối ưu, nó là con ngôn ngữ tối ưu luôn.
Tức là các bạn xử lý tại cái form của bạn luôn. Nếu nó không thỏa mãn là nó dừng lại, nó không được submit đi, nó không gửi lên server, hiểu không ạ? Cũng không gửi dữ liệu lên database luôn, server nó không xử lý, đúng không? Còn khi nào mà dữ liệu mà ok, đầy đủ rồi, đúng rồi, đúng chuẩn, mình bắt lỗi rồi, đúng không ạ? Thì nó mới được đẩy đi. Thì cái thao tác các bạn đang làm đó, ta gọi là validation form, hay là bắt lỗi cho form. Và cái này là cực kỳ quan trọng để nó toàn vẹn dữ liệu nha các bạn. Toàn vẹn dữ liệu nha. Không để trường hợp mà phát sinh những cái lỗi server, đúng không ạ? Cái lỗi hệ thống, cái lỗi từ cơ sở dữ liệu, không bao giờ để cái đó phát sinh nha. Ok chưa ạ? À, thì bây giờ để đảm bảo cái việc này thì đương nhiên các bạn phải làm một công việc, đó là bắt lỗi. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái form đăng ký gồm những cái trường cơ bản, đúng không ạ? Trường ngày tháng, một vài cái trường cơ bản để các bạn bắt lỗi nhé. À, đây. Đây, cái này tôi xóa hết mấy cái này đi các bạn nhá. Đấy, cái này đi. Anh này cũng xóa luôn để nó khỏi lỗi. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ tạo cái form đây. À, bạn nào mà chưa học HTML thì cô sẽ nhắc một chút. HTML thì muốn tạo form thì các bạn phải để trong thẻ form, đúng không ạ? Phải để trong thẻ form. À, trong thẻ form này, các bạn nghe, trong thẻ form này nó có một cái số. Cái này là cái từ form này được gọi là thẻ nhé. Cái này được gọi là thẻ, còn cái action này nè là nó gọi là thuộc tính nhé các bạn. Thuộc tính. Thì trong thẻ form này có một số thuộc tính quan trọng như sau. Có gì chuyện gì á mấy đứa? Linh Chi? Gì vậy? Không có, em bị mất. Trong cái này nó có một cái thuộc tính gọi là thuộc tính action. Thuộc tính action này nó chứa cái gì? Nó chứa cái file mà khi tôi submit cái form này, file này nó sẽ nhận nhiệm vụ để xử lý cái form. Ví dụ ở đây tôi là trang đăng ký thì tôi sẽ có một cái file là xử lý đăng ký chẳng hạn. Cái file này các bạn thường chứa cái code Java hay code PHP á, để nó xử lý cái việc đăng ký của mình xem thành công không, đúng không ạ? Còn các bạn xử lý như nào là tùy, nhưng nó sẽ là một cái file. Nó là một cái file. Ví dụ tôi để là register process.php chẳng hạn. Tại sao tôi để cái chữ PHP? Để các bạn hiểu, à, chỗ này phải là code server để nó xử lý. Tại vì khi các bạn làm việc với database thì các bạn không thể nào xử lý bằng code client đâu. Đã làm việc với server thì phải là code server ha. Nhưng giới thiệu vậy thôi, chỗ này đừng quan tâm, để đó đã, tại vì tôi không dùng tới nó, chỉ giới thiệu thôi. Nếu mà Java các bạn để .gsp. Rồi, cái này có một cái phương thức nữa cũng rất là quan trọng, đó là method. Method này trong này có hai cái phương thức, đó là phương thức get và phương thức post. Phương thức get, nếu không nói gì nó là ngầm định là phương thức get. À, thì đây là cái phương thức để nó gửi dữ liệu lên server để xử lý. Phương thức để gửi dữ liệu nhá. Gửi cái data ở trong cái form ấy, được chưa? Ok. À, nó có hai cái phương thức, đó là get hoặc là post. Ok chưa? Rồi. Không nói gì thì nó sẽ hiểu là get. Rồi. À, ngoài ra có một số cái thuộc tính nữa, nhưng mà có hai cái thuộc tính này là quan trọng nhất. Là các bạn cần phải quan tâm, có một cái thuộc tính nữa các bạn cũng quan tâm, đó là đặt tên cho nó. Tại sao đặt tên? Đặt tên để gọi. Hiểu không ạ? Đặt tên để gọi. Và trong một cái form, một cái file HTML có thể có nhiều form nữa. Để mà nó phân biệt form này với form kia. Đấy, mục đích thứ nhất là để gọi.
hai là phân biệt với các cái form khác, đúng không ạ? Đây các bạn name, ví dụ như là form register hay là đặt tên ID. Hai cái này ID thì là duy nhất, identifier là duy nhất. Đấy, có một số tình huống các bạn gọi ID, một số tình huống nó chỉ hiểu cái tên thôi, cái name thôi, đúng không ạ? Đấy, từ từ học nhé. Nhưng mà giới thiệu vậy đã. Vậy tôi vừa tạo xong cái thẻ form, thì tất cả những cái mà đặt trong thẻ form á, tôi gọi là controller, hiểu không ạ? Điều khiển nhá. Nếu như học mobile nó sẽ gọi là view, nhưng mà học Java, học PHP, học HTML thì nó gọi là control, hiểu không ạ? Control, điều khiển nhá. Control, khi nãy nói controller là sai, control cái điều khiển, đúng không ạ? Ví dụ tôi tạo form đăng ký, tôi có một cái đặt tên là username và password, đúng không, hay là email, đúng không ạ? Như vậy thì tôi để là cái thẻ P này, cho nó rộng rộng, gõ cho nó đã. Input nào, title nào, name nào, đặt tên txt username, đặt luôn ID txt username. Rồi placeholder, placeholder là mình lời nhắc á, trong cái Android nó là hint, thì ở trong này nó sẽ là placeholder, đúng không ạ? Là user name, ví dụ như vậy. Đấy, input cái này là password, password. Đấy, name txt password, ID txt password, placeholder là password. Đăng ký thì password thì phải có repassword, tức là nhập lại password, đúng không? Đúng không? Đây, ví dụ như vậy. Username, password. Rồi, ví dụ như các bạn có ngày sinh. Thực ra trong HTML5 nó có một cái kiểu là kiểu date, hiểu không ạ? Nhưng mà tôi muốn cho các bạn thử làm cái kiểu date kiểu mới, kiểu cũ á, cũ xưa nhưng mà giờ thành mới, đúng không ạ? Tôi cho làm kiểu này. Thẻ P, đầu tiên là các bạn nhập ngày riêng, ngày riêng, đúng không? Ngày thì nó chạy từ mấy ạ? 1 tới 31. Thích khó vậy đó. Để tôi luyện mấy cái JavaScript giống gì á, hiểu không? Để luyện JavaScript. Nếu mà muốn mà dùng cái cho lựa chọn từ 1 tới 31, ta dùng cái thẻ gì ạ? Select, đúng không? Name select gì ạ? Đây, đúng không? TXT đây luôn đi ha, cho nó giống nhau. Select. Rồi, trong này nó chứa cái gì ạ? Option. Value, ví dụ ngày 1. Ngày 1. Copy, đúng không? Tí nữa chạy for 6. Bình tĩnh. Ok, rồi xong cái ngày, tháng, đúng không? Ok, txt month, day month, đó. Option, thôi copy đại đi cho rồi. Rồi year, đúng không? Year. Copy chứ. Đây. Đây mình year, thích làm khó mình vậy đó.
À, theo các bạn nên có bao nhiêu? Ông im đi. Quên. Ông này không cho nói. Quên. Được. Được, từ ấy được. Từ ấy được nha. Rồi, tiếp gì nữa? Ngày sinh. Rồi, ví dụ như là giới tính là phải radio bất tần, ví dụ vậy. Thôi tôi làm demo mấy cái vui vui thôi, làm nhiều quá các bạn tàu hỏa nhập ma. Cung, có muốn xử lý radio bất tần không? Ok. Lỡ gì lỡ? Nói lỡ rồi nghe sợ sợ giống cái gì ta? Nghe từ lỡ lỡ nghe sợ lắm nha. Rồi, radio bất tần là ví dụ như giới tính đúng không? Gender. Gender là input type bằng radio. Đúng không? Riêng anh này nè, là tên là phải trùng nhau, ID không được trùng, nhưng mà name là phải trùng. Nếu name không trùng thì nó không có select cái này, nó tắt, bật cái này tắt cái kia. Với radio bất tần ấy, là nó chỉ được check một thôi. Thì phải bắt buộc đặt chung tên, ID khác nhau nhưng tên chung. Name là ví dụ TXT, gender. À, nhưng mà cái này là gender, ví dụ như cái này là ví dụ male. Đúng không? Male. Anh này là female. Đúng không? Female. Đấy, ví dụ như vậy. Đúng không? Nhìn nó kỳ kỳ nhỉ. Rồi, ví dụ như là tiếp các bạn đến cái gì đấy ạ? Ví dụ như là favorite đúng không? Favorite. À, sở thích chẳng hạn. Là gì ạ? À, checkbox, đúng rồi. Input checkbox. Dù checkbox thì cũng nên đặt chung tên để gọi cho dễ. Chung tên thì nó tạo thành mảng. Tạo mảng thì ta dùng vòng lặp được. Ok. Hay á, cái này xử lý đủ thứ luôn, vòng lặp đủ thứ luôn trong cái này luôn. Đúng không ạ? TXT favorite. Favorite Pháp đi. Pháp là cái tắt gì? Pháp lab à? Rồi, cái này là ví dụ. À, cái này là ví dụ như là music. Đây, cái này để music. Ơi. Cái này là để sport. Sport. Đấy, ví dụ như thế. Các bạn có thể làm nhiều. Hồi run cái này gái cho vui nè. À, run đây rồi nè. Em ơi, nè. Rồi, check nè. Check nè, riêng anh này là chỉ check được một cái thôi. Đúng không? Ok. Rồi, bây giờ các bạn, cái form này, đấy là form nha. Mấy cái này được gọi là các control nè các bạn nè. Cái này được gọi là các control nè. Được chưa? Đồng ý không? Các điều khiển. Rồi, đương nhiên có button nha. Các bạn thêm vào sau ha, có một cái control nữa là text area. Text area. Còn cái này là thẻ button. Button nếu không nói gì á thì nó hiểu là submit. À, cho nên các bạn muốn nó không submit thì các bạn phải để là button. Ờ, à, thằng này nó ngặt vậy đó. Đây là register. Ok, cái này các bạn muốn không submit thì các bạn để type bằng. Thôi cái này không để đâu, cái này tí để đây nói sau. Tí nó có cái hay của nó. Này, submit đi cái là nó đẩy đi nè. À, nó tìm không thấy ông này. Nó hỏi đúng không? Các bạn có thể nó nhảy tới ông này đúng không? Nó nhảy tới ông này không thấy. Không thấy là nó bảo là không tìm thấy ông này. Phương thức ghét và không tìm thấy ông này, thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà chưa submit vội. Trước khi submit phải bắt lỗi đã.
Được chưa? Rồi bây giờ trước mắt ta làm cái này nào. Bây giờ ngày tháng năm, bạn nào fill cho cô ngày từ 1 tới 31. Quickly, nhanh. Ngày từ 1 tới 31 ai làm giùm tôi? Thì đương nhiên rồi, nhưng mà viết code đi chứ, ai chả biết for đi. For viết ở đâu mới được, vấn đề là viết ở đâu? Viết ở đâu, lẹ, nhanh. File này hả? Trùm option gì? À, cho option vô trong for rồi, đọc cái tôi viết, đọc tôi gõ. Bây giờ JavaScript đặt ở đâu? Đặt đây hay đặt ở trên? Đặt trên đúng không? Rồi, ok. Nghe, rồi. Thử viết coi. For, đồng ý. Và, let đi, let. Y gắn bằng 0, 1. 1, 1, chạy từ 1. Chạy từ 1. Y nhọn bằng 31 thì rồi, cho lẻ rồi. Rồi, ok. Tiếp. Nhanh, không cãi. Nhanh. Document chấm. Cái gì vậy? Làm gì có document chấm select? Get element. Bye đi. ID này đúng không? Ok. Rồi tiếp, come on. Nhanh, hết giờ mấy rồi? Chấm set value. Có không? Không hay quá không ơi. Rồi, ai có ý tưởng khác? Rồi, ông để im lặng nghe nhá. Ai có ý tưởng khác? Ai làm được cái này, giơ tay. Tôi làm thì bình thường quá, ai làm được? Phúc. Giờ cho nói nè, nói đi. Không, cho nó đi. Tới lúc cần nghe cho nó là sao? Bắt buộc phải nói, nói đi. Em không biết đâu mà nói. Không biết thì đó hả? Không muốn gì, không muốn sao. Bây giờ để làm gì, mình làm cái gì không? Hả? Làm cái gì không? Giờ làm cái gì? Cái đổi này từ 1 tới 31. Đổ từ 1 tới 31. Xíu coi đi, được không? Bằng JavaScript. Rồi đọc đi. Ê, tôi cho ông lên đây gõ nè. Nhìn như nó qua trực quan sinh động nè. Ê, lên đây gõ. Lên đây gõ luôn, gõ đi. Ok chưa? Đẹo luôn. Ủa cậu sao nó xấu xuống cậu? Sao nó xấu xuống cậu? Ủa cô, cái cái gì cô, cái gì mà mình document, cái gì mình viết cái thẻ đó ra cô? Chứ ghét rồi mình lấy cái thẻ đó mà đúng không? Cái nào mình ghét viết cái thẻ đó ra. Nhưng mà cái này mình đâu có ghét đâu, mình lấy ấy ra mà, đúng không?
Rồi quan trọng là mình phải ấy được cái thẻ ra chứ. Google. Đúng không? Thì bây giờ cái ghét là lấy thôi mà đúng không? Thì bây giờ mình phải... Cô cứ để em. Cấp diễn đàn luôn kìa. Đang quay video nha các bạn. Đấy là bàn phúc cốt, không phải cô cốt nha. Đấy là bàn phúc cốt nha. Không phải đứa đi coi lại video này sao cô cốt mà như cô góc vậy. Đấy là phúc cốt nha các bạn. Mọi người ơi, phúc cốt nha. Phúc sợ. Cô cứ để em. Éo ơi, giờ đi sợt về cái nào. Cái gì cũng biết hết trời. Ồ. Ồ. Được. Ừ. Ok. Được. Sợt không biết được mấy hay. Ghét em mà ba gì. Đấy, đấy, đấy. Đây. Rồi giờ cô muốn nói thẳng gì nè, cô nói đi, để em. Ông làm được cái nói. Nó phải phiêu vào từ đó, nó ra được từ 1 tới... Nó phải phiêu ở đây chứ nhờ. Nó phải phiêu ở đây chứ nhờ. Từ 1 tới 31 thôi. Thôi bây giờ nó nếu mà nó lấy theo cái của mình đó dù mà cũng chỉ nè. Được rồi. Ai đi về chỗ ấy? Đổi người. Lên đi bạn, Đúng rồi. Bạn tới ta. Em làm ông nói nha. Trời ơi.
chơi. Không biết cô ơi. Thua. Dạ thua cô ơi. Quên rồi. Hơi khó hả bạn? Rồi bây giờ cô hướng dẫn nha. Thực ra các bạn có hai cách viết. Cách viết thứ nhất á, là các bạn viết trực tiếp ở trong này. Cách viết thứ nhất là các bạn viết trực tiếp ở trong này luôn nè. Được chưa? Tức là mình sẽ không có... Ây da. Mình sẽ không có cái này nhá. Cái này để sau nè. Cách viết thứ nhất là cô sẽ làm viết trực tiếp ở đây. Thì cô viết cái script ở đây nè. Được chưa? Tại vì script để đâu cũng được. À, miễn là hợp lý thôi. Các bạn cũng dùng một là for bình thường. À, tôi copy, cô copy cái này nhá. Để khỏi gõ ha. Đấy, nó format cho luôn nè. Thì ở đây các bạn sẽ là for i đến 31. Các bạn document.write thôi, tức là ghi tại chỗ. Ghi lên đây. Cái gì đó. Thì cô ghi cái này thì nó sẽ ra cái này. Cô ghi là anh này. Thì cái này document.write. À, tôi đưa cái chuỗi này vào. Đây. Nó có một đặc điểm như này nè. Nếu như trong cái JavaScript thì nó không phân biệt nhảy đơn và nhảy kép. Nhưng mà nếu ở ngoài bao là nhảy đơn thì trong để nhảy kép là ok. Nhưng nếu như ở trong nhảy kép mà ngoài để nhảy kép á, là nó lỗi. Bởi vì nó sẽ do từ đầu nhảy kép đến cái nhảy kép tiếp theo. Giả sử trường hợp này cô để đây là nhảy kép nè. Nó sẽ do từ đây đến nhảy kép tiếp theo, nó hiểu hết, đây là hết một chuỗi. Thì cái khúc sau nó được gọi là lỗi. Hiểu không ạ? Để không bị lỗi thì cái bao ở ngoài, để tôi bao hẳn cả cái này một chuỗi thì bao nhảy đơn, thì trong này các bạn sử dụng nhảy kép. Nếu bao ở ngoài nhảy kép thì trong sẽ sử dụng nhảy đơn. Hiểu không ạ? Đấy. Rồi tiếp nè. Ở đây tôi muốn hiển thị chữ y đúng không? Y để nó chạy từ 1 đến 31 đúng không ạ? Thì các bạn xóa cái này đi. Các bạn thay bằng hai cái dấu nhảy đơn. Đó, sau các bạn thêm dấu còng còng. Cái này được gọi là nối chuỗi ở trong JavaScript đúng không? À, tôi để cái y vào đây. Rồi, cái này tương tự, tôi copy anh này để vào đây thôi. Vào đúng cái vị trí này nè. Được chưa? Đúng không? Chạy thử nha. Một tới 31 chưa? Rồi. Rồi cách thứ hai nè. Cách thứ hai nè. Cách thứ hai thì cô dành để làm cái này. Được chưa? Nó giống nhau mà. Bây giờ thay vì tôi để ở đây thì cô để sang bên này. Được chưa? Cô cũng dùng một là for này. Nhưng mà ở đây cô để là 1 tới 10. 12. Cái này là cũng get element đúng rồi. Cũng inner đúng rồi. À, nhưng mà inner đâu? Cái này tí lâu kiểu gì vắng lỗi nha. Viết như này chắc chắn nó bị lỗi. Tôi sẽ giải thích tại sao lỗi, nhưng mà từ từ đã. Đây, txt mân nha. Mân. À, bây giờ tôi không, cô không để trong này, cô để ngoài. Ở đây cô sẽ dùng một là for, tôi tạo một cái chuỗi Svastr gán bằng cái chuỗi. Cái chuỗi này nó sẽ được cộng dồn nè. Đấy, cộng bằng nè. Svastr cộng bằng. Tức là nối chuỗi nha. Đấy, option tôi copy lại cái option bên này. Đồng ý không? Đấy, khỏi phải viết lại thôi, giống gì á. Đấy, bằng cái này. Đồng ý không? Nó chạy từ mấy ạ? Từ 1 tới 12 thôi. Và tôi gán cái chuỗi này vào đây. Tức là nó sẽ cộng dồn cái option lại. Chạy 1 nó được một option, chạy 2 được một option, option tôi được một chuỗi. Xong chuỗi này tôi gán lại cho cái này. Ở đây ta xóa cái này đi. Tôi gán nó inner HTML là cái, tức là cái này là gì? Cái này ta gọi là DOM.
ở trong cái JavaScript. Tức là nó có thể truy xuất tới từng phần tử của HTML thông qua các cái phương thức. Ví dụ như get element by đi, nó sẽ truy xuất tới cái một cái thẻ thông qua cái ID của thẻ đó, và kết quả trả về là đối tượng của thẻ đó nha. Thì cái phương cái thuộc tính là .inhtml, tức là tôi sẽ chèn cái nội dung vào ở trong cái thẻ này với cái định dạng HTML, tức là nó hiểu được thẻ. Nhưng nếu cái này là để inner text là không được nha. Để inner text nó hiểu là text bình thường. Cho nên chỗ này sẽ là inner HTML. Đồng ý chưa? Rồi bây giờ chạy lại nha. Lỗi, không ra. Các bạn F12 nè. Các bạn sẽ thấy cái lỗi nè. Nó không thể nào. Cannot set property dành cái này dành cho cái đối tượng null. Vậy có nghĩa nó hiểu cái này là null. Nó hiểu cái này là null. Tại sao nó null? Đố các bạn biết tại sao nó null? Tại vì nó không phải. Cho for cũng null. Vì sao null? Tôi để vào for nó cũng null. Hả? À đúng rồi. Đấy, cái vị trí cái thẻ quan trọng lắm nha. Tại cái đường link để trên đầu thì nó sẽ chạy cái này trước. Mà chạy cái này trước thì đến đây nè, cái thẻ này nó chưa xuất hiện. Mà thẻ này chưa xuất hiện thì cái này nó không biết là cái gì, nó trả về null. Vậy muốn cái này không null thì các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn copy cái này xuống cuối cùng này. Đó, cách thứ nhất là copy xuống cuối cùng là nó hết lỗi. Nó hết lỗi. Thấy chưa? Hai là không copy xuống cuối cùng. Thì ta có một cách nữa. À, tùy. Tôi để cái này hay lắm. Tôi để trong cái hàm này nè. Tất cả những cái thứ này tôi để trong cái hàm là window.onload đây bằng function cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái này chỉ chạy khi nào load cái window, khi window là cái trang cái này document mình load xong thì nó mới chạy. Nó hết chạy luôn. Gõ lại nha. Hết lỗi chưa? Hết lỗi chưa? Đây. Tức là có hai cách, nhưng mà nếu các bạn không thích để cái này thì nên để copy xuống cuối cùng. Đó là lý do vì sao tôi hay gõ cái JavaScript cuối cùng á. Hiểu không ạ? Ở phía cuối cùng để khỏi quan tâm. Nhưng mà nếu để trong hàm thì lại nó lại không quan tâm. Để hàm, để trong hàm, function thì để đâu cũng được. Được chưa? Đó, đây là cái này xóa được. Nếu các bạn muốn xóa cái này thì ở cuối này các bạn phải copy nó về cuối. Đơn giản vậy thôi. Hoặc là nó tóm lại là copy sau mấy cái thẻ này là xong. Ok chưa? Rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, đơn giản vậy thôi. Đấy, nó sẽ hết lỗi. Rồi, còn nếu như mà 5 thì sao? Cái này hay nè. Không thể các bạn lấy từ năm 1900. Không ai mà sinh màu năm 1900 cả. Theo các bạn, ta sẽ lấy năm như nào? Ngày tháng năm sinh. Nếu lấy tuổi thọ trăng rồi xuống thì sao? Em có ý đúng rồi đấy. Nhưng mà nếu lấy đấy, vậy thì lấy thì sao? Dựa vào đâu để lấy? Đúng rồi, lấy theo năm hiện tại. Chính xác. Tức là mình phải lấy được năm hiện tại. Sau đấy mình sẽ cộng hoặc trừ thêm bao nhiêu đó là tùy mình. Dù bạn muốn lấy 80, giả sử như hệ thống của mình cho những người từ 18 đến 60 tuổi được dùng thôi. 18 80 là không dùng được, như vậy. Mình muốn cho bao nhiêu là do hệ thống của mình.
thì mình lấy cái ngày tương ứng đúng không? Bây giờ là ngày hiện tại sao? Today hả? Ngày hiện tại là ngày như nào hả? À, và today gắn bằng new date đúng không? Ờ không nhớ, hình như vậy đó, hình như cái này không picker khác nha. À rồi, lấy năm hiện tại nhá, là các bạn thử lock nó ra cái console lock nè, là this year đi ha, để cho vui vậy đó, cộng nè today chấm get year, get full year, rồi lock lại nha, nó chạy ra cái gì nè. Hai đúng chưa, đúng không? Lấy năm hiện tại, vậy các bạn lấy từ năm bao nhiêu các bạn có thể cộng trừ nhân chia đúng không? Vì ông kia là cho người 100 tuổi đúng không, thì bây giờ trừ ngược lại thế kỷ luôn á. Đó phó gì phải trừ ngược lại nhá, năm 2000 phải trừ ngược lại đúng không? Phó let y gạn bằng 2020 là cái không được lấy 2020 nha. Đây không, lấy cái này nè, lỡ 2021 thì sao? Bằng cái này trừ nhiêu? Trừ 100. Đúng không? Y nhỏ hơn hoặc bằng cũng được. Là cái này cộng cho 5 năm sau, mà làm gì của ai sinh năm nay đâu đúng không? Hôm nay đi. Rồi y cộng. Đó, cái này tương tự thôi các bạn. Copy nữa các bạn. Ý đúng rồi, xong document chấm write câu này cũng copy luôn đúng không, giống nhau mà. Cái này thay bằng year, đúng chưa? Rồi chạy thử nha, xóa cái này đi, chạy thử nha. Đấy chưa, L 1920 là đúng không? Đến 2020 là đúng không? Thấy chưa? Nếu như mà sang 2021 là nó sẽ lỗi gì được? Nó đổi từng lỗi. Tốt nhất là im đi. Được chưa? Hiểu không? Đấy. Là mình đã làm gì các bạn? Từ nãy giờ là được vòng lặp rồi nè, xử lý các cái document đúng không? Tức là các bạn phải vận dụng được cái code của mình lên cái trang HTML. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng, đúng không? Ok. Rồi, bây giờ mới đến cái phần bắt lỗi nè. Cái đấy là mới fill dữ liệu thôi. Bây giờ đến cái phần bắt lỗi. À, ok không? Nếu như mà xử lý học theo kiểu này các bạn thấy ổn không? Có vẻ hợp lý hơn cái việc mà phải dạy từ đầu đúng không? Chứ tôi sợ các bạn dạy từ đầu các bạn nhầm chán. Ok, hiểu không? À, let và va và constant thì ba cái biến này là các bạn có thể lên mạng search để coi nó là cái gì. Nhưng mà để giải thích trước đi, giải thích sơ sơ như này nè. Constant là hằng số. Nó là hằng số.
thì giống như ở trong Java, nó tương tự Java là final, public, static, public final, string, ví dụ như là cái này cái thẻ tạc, ví dụ đấy bằng ABC gì đó. Thì nếu như là Java, các bạn thấy cái final á, cái final á là đã gán giá trị một lần ban đầu cho nó, lần sau các bạn không gán lại được nữa, gán nó lỗi. Ê, mấy em mấy chị cười nè, mấy em trẻ trâu quá. Mấy chị cười nè. Trời ơi, Phong ơi, mất mặt quá Phong ơi. Rồi hiểu. Đó là custom. Nó như là final của bạn ở trong Java. Còn nó khác cây let và cây va. Nó có hai cái nó khác nhau ở trong let và va. Nó khác đây vết thương, tại vì nó vết thương này. Nó khác giữa hai cái này. Ở chỗ nó có hai cái, một cái gọi ta gọi là khái niệm hoisting. Hoisting ở trong cái JavaScript có nghĩa là gì? Nó là khai báo giá trị ban đầu. Nếu một cái biến mà các bạn cô sẽ làm một cái về ví dụ đi ha. New file đi. Test cho vui đi. Đây. Đây. Nếu như một cái file này mà nó khai báo ban đầu, ví dụ các bạn để ý nha, các bạn không để gì cả. Không để gì cả, các bạn console log ha. Console log cái biến x. X bằng x. Đây. Nó liên quan đến khái niệm thứ nhất, đó là khái niệm hoisting. Các bạn thấy nó bảo là cái này là undefined, not defined, đúng không? Nó bảo là undefined đó, chứng tỏ là cái x này là undefined, đó không lock ra được. Nhưng nếu như sau đó các bạn mới khai báo là va x gán bằng 5 hoặc là va x đi, thì các bạn lock thêm cái x nữa. Từ is not defined. Và x bằng 5. À khoan nhá, cái này nó sẽ làm từ nó báo là x. Không, no, đây. X gán bằng 5. Trước. Đấy. Thì nó sẽ báo là đây, chạy lại nhá. Đấy. X bằng 5. Nó in ra x từ. Sau đó các bạn mới gán ngược lại va x bằng mấy đó, 5, 15 gì đó tùy. Cái này sao nó không có chạy à? Thì nó hiển thị cái x bằng 5. Nhưng mà nếu như các bạn thay cái va này bằng cái let. Nếu các bạn thay va này bằng cái let thì sao lại phải refresh lại nha. Thằng này nó đây nè. Đâu rồi? Đúng rồi, đúng không? Đây, nó nếu như là let. Eo nó không lock cho cô à? Rồi ok. Thì đúng ra nó sẽ lock cái undefined nhỉ. Đây, thì nếu như đầu tiên em khai báo là x bằng 5, sau để các bạn khai báo tiếp va x bằng cái gì đó không biết, nhưng mà tôi bây giờ mới định nghĩa, đầu tiên là không được định nghĩa, nhưng mà sau đó tôi định nghĩa lại bằng va,
thì nó sẽ vẫn hiểu cái x của các bạn. Nhưng mà nếu em khai báo ngược lại cũng cái biến đó là x, cũng cái biến x mà em khai báo là lag, thì nó sẽ báo nó đúng ra là nó sẽ không hiểu cái x ban đầu á, cái x ban đầu nó không hiểu, nó hiểu là undefined á, nó không hiểu gì, biến đó là sai. Thì nó cái khái niệm này nó gọi là khái niệm gọi là hoisting. Nó là cái này nè, các bạn search cái từ là hoisting ở trong cái JavaScript, đúng không ạ? Cái khái niệm này rất là mới lạ, đúng không ạ? Bắt đầu từ có cái lag thì người ta mới nhắc đến cái khái niệm này. À, thì cái biến lag và biến va nó khác nhau là, thứ nhất là cái việc khai báo biến. Nếu như biến đó được khai báo ban đầu, không được khai báo ban đầu và sau đó các bạn khai báo va, thì nó vẫn xử lý, nó vẫn hiểu cái biến x đấy. Nhưng nếu các bạn khai báo lại bằng lag là nó sẽ không hiểu, ha, nó hiểu là undefined. Cái khái niệm thứ hai khác nhau cực kỳ rõ rệt ở trong cái anh lag và anh va, đó là phạm vi của biến. Phạm vi của biến nên ta gọi là khái niệm scope, đúng không ạ? Ta gọi là variable scope, tức là phạm vi của biến. Scope viết đúng chưa? Scope phạm vi, đúng không nhỉ? Thầy đã bỏ lỗi. Được chưa? Phạm vi của biến, phạm vi của biến. Thì khái niệm phạm vi của biến có nghĩa là gì? Nghe nhá, nghe nào. Cái này nó là ở cái khối lệnh. Ok chưa? Nếu như các bạn dùng va, nghe nào, ở dùng, nếu như các bạn mà dùng với các hàm function nhá. Ví dụ các bạn có va, ví dụ string gì đó. Sau đấy các bạn mới function hoặc là va y gì đó. Và cái này là count đi. Count gắn bằng 0. Đấy, ở đây các bạn function. Ví dụ như là ABC. Đấy, thì các bạn count cộng cộng. Hay là function x, y, z đi ha. Đó, làm cái phạm vi thôi. Cái này là ví dụ như một cái biến khác và ví dụ như là cái biến string đi, gắn bằng hello world đi. Thì cái biến va này nè, count này nè, thì cả anh function này đều thấy và anh function này đều thấy. Cái biến này tao gọi là biến toàn cục, được chưa? Nhưng mà nếu cái biến này tôi khai báo ở trong một function, nhớ là đang khai báo va nha, thì chỉ có hàm này thấy thôi, hàm này không thấy. Các bạn thêm cái này count cộng cộng thì nó thấy luôn, đúng không ạ? Ví dụ tôi gọi tôi console log cái count ra đi, console log cái count. Cộng count. Và các bạn comment cái này lại nha. Và console log cái str đi. Đấy. Chạy nha. Nó không hiểu str, thấy không? Str nó bị lỗi nha. Nó chỉ log được cao thôi. Và bây giờ tôi cao còng còng, tôi gọi ABC nè. Tôi gọi cái hàm ABC ở trước, xong tôi mới in ra cao nè. Thì cao nó sẽ tăng. Tao cao nó tăng lên 1. Nhưng mà nó lỗi cái anh này nè. Anh này bị lỗi. Hiểu không ạ? Anh này bị lỗi. Nó không hiểu. Tại vì anh này chỉ có phạm vi ở trong này thôi. Nghĩa là nếu các bạn dùng va, thì cái phạm vi của nó là phạm vi ở trong function. Được chưa? Nhưng nếu như thế này là khác nha. Tôi để một cái function hoặc là một cái đoạn code nào đấy bất kỳ nha. Cái này là lỗi nè. Tôi để một cái đoạn code hoặc thậm chí là một cái hàm bất kỳ. Rồi tôi để một cái hàm đi ha. Để các bạn cho dễ nha. Tôi để cái hàm là function ABC đi.
tính tổng của cái gì đó. Như thế này khác nè. Tôi dùng vòng lập for, tôi in ra cải biến y 10 lần. Cái này là đang khối lệnh nhá. Khi nãy là ta function nhá, và là nó có phạm vi trong function đúng không? Ngoài function là biến toàn cục, trong function là biến cục bộ. Nhưng nếu để tình huống này các bạn sẽ thấy khác giữa let và va nhá. For các bạn thấy nó để let không? Cô thay let, cô thấy bằng va. Va index, index nhỏ hơn cube array à, ví dụ 10. Các bạn in ra cái log, console log, cái index đúng không? Được chưa? Thì nó in bình thường. À phải gọi cái hàm này đã. Phải gọi cái hàm này đã, gọi đâu cũng được. Đó. Nó in ra từ 0 đến 9 được chưa? Ok. À nhưng mà ra khỏi vòng lặp này là tôi lại lốc ra cái index cái nữa nha. Theo các bạn nó lỗi hay không lỗi? À nó không lỗi. Nhưng mà rõ ràng các bạn để ý nè, va này là tôi khai báo ở trong gì á? Trong for. Mà bây giờ cái gọi của tôi là gọi ngoài, ngoài for. Đúng không? Cái này là out for. Đó. Đó, gọi ngoài for. Lưu lại. Nó vẫn in ra cái số 10. Nghĩa là cộng cộng sau cái nữa, nó thêm cái là 10. Thấy không? Nghĩa là nó chỉ cục bộ ở trong function thôi. Trong khối lệnh nó không cục bộ. Đó là va. Nhưng let thì khác. Let thì giống Java các bạn hơn. Let nó chặt chẽ hơn. Đây let nào. Chạy nhá. Nó lỗi ngay. Với let nó sẽ không hiểu anh này. Nó in ra từ 0 tới 9 thôi. Nhưng riêng cái dòng cuối nó không in ra. Nó báo lỗi chỗ này này các bạn. Với let ra đến đây nó không hiểu nữa. Let nó chỉ cục bộ trong khối lệnh thôi. Hiểu không? Muốn nó hiểu ngoài phải khai báo ngoài. Muốn nó hiểu cái let ở dưới các bạn phải khai báo ngoài. Your let index bằng 0. Đó, và ở đây các bạn phải xóa cái anh này đi. Ví dụ tôi xóa anh này đi đi. Đấy. Chạy lại. Đâu rồi? 10 chưa? Được chưa? Nếu muốn mà hiểu cái let ở ngoài for phải khai báo ngoài for. Thì nó liên quan đến khái niệm là phạm vi của biến. Và đương nhiên là dùng let nó chặt chẽ hơn dùng va. Tại vì nó gần với cái JavaScript Java của các bạn hơn. Hiểu không ạ? Các bạn muốn mà xử lý cái biến các bạn mà chuẩn thì dùng let nó chặt chẽ hơn. Đó là vì sao mà sinh ra cái let. Hiểu không ạ? Tại vì các cái version sau này các bạn thấy nó hướng đối tượng không? Nó có class các thứ, nó sinh ra mấy cái từ khóa là constant. Nó tương tự Java là final. Let là tương tự cái biến, đặt tên biến ở trong Java. Ok chưa? Đấy. Thì cụ thể nhất là cái này. Nó có hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất là ta biết, các bạn biết nó là hosting. Khái niệm thứ hai là variable scope, là phạm vi của biến. Các bạn lưu ý nha. Biến va nó chỉ có phạm vi với cái function thôi. Hiểu không ạ? Nó không có phạm vi trong khối lệnh. Nhưng let thì đương nhiên là cả khối lệnh, cả function rồi. Hiểu không ạ? Let thì nó sẽ chặt chẽ hơn anh va. Được chưa? Ok. Rồi, demo sương sương vậy thôi. Ok, tiếp. Rồi, trả lời câu hỏi của bạn nhé. Tiếp đến cái phần validation form. Thì bây giờ các bạn yêu cầu bạn bắt click chuột nè. Click chuột nó báo lỗi. Ví dụ không nhập gì nó báo lỗi là đề nghị nhập username. Đúng không? Nó phải báo, chưa nhập nó phải báo phải nhập đã. Giống như các bạn đăng nhập mà chưa nhập gì, đăng nhập thì đương nhiên không được rồi, phải nhập chứ. Rồi thì vậy ta sẽ xử lý như sau. Ta viết một cái hàm. Và ta gọi vào sự kiện gì á? OnClick. Gì ông kỳ vô duyên thấy sợ. Ông cho ông nói mấy câu vô vi duyên. Đây. Validation form.
Cái hàm này các bạn copy vào đây, đưa vào đây, các bạn viết là function. Viết chung thoải mái nhá. Ok chưa? Ừ. Nếu như mà cô sẽ check như này nè, đầu tiên là cô sẽ lấy tên form, xong cô lấy tên của đối tượng, tên của control, cô chấm value là ra được cái giá trị của nó. Đó là một cách. Cách thứ hai là ta get by đi cũng được. Có nhiều cách để xử lý á. Bây giờ ta sẽ kiểm tra như sau. If fpresis.txt username.value, cái này mà bằng bằng trống. Các bạn muốn mà nó chặt chẽ hơn nữa là chấm chim. Cái hàm chim này là hàm cắt cái khoảng trắng đầu và cuối của một chuỗi, được không? Đấy. Cái này bằng trống trống, bằng nháy. Thì tôi sẽ bật ra một thông báo alert. À, lấy gì ạ? À, please enter user name. Được chưa? Ok, chạy thử nhá, xem nó báo không. Này, chưa nhập gì cả. Bấm Crisis báo mà. Báo. Báo nhưng mà vẫn chạy submit không được. Có cách khác là gì ạ? Hả? Được. À, cũng được. Nhưng bây giờ ta có một cách là gì? Chỗ này ta để type bằng button. Nhưng mà khi đúng thì phải submit. Anh này không submit. Khi đúng phải submit mà anh này vẫn không submit thì phải xử lý sao? À, vậy tôi sẽ làm như này. Nếu như mà nó không rơi vào đây, nếu như nó rơi vào đây thì tôi bật thông báo và return, thoát ra khỏi hàm. Nếu như mà tôi không rơi vào đây thì tôi sẽ cho nó submit. Submit thì trong này có một cái form là rest.submit. Đó, có nghĩa là nếu nó rơi vào đây thì nó return mất rồi. Câu lệnh này nó có được gọi không ạ? Không. Nếu nó không rơi vào đây nghĩa là không bị lỗi thì nó sẽ gọi tới submit. Rồi thử test nha. Báo lỗi nè. Được chưa? Gõ đúng nè. Ok chưa? Đấy, đó là cách xử lý form. Có nhiều cách nữa. Khi này bạn nói cũng là một cách. Cái này cũng là một cách. Đúng không ạ? Thì câu lệnh return là câu lệnh có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó trả về kết quả tại lời gọi hàm. Mục đích thứ hai của nó là thoát khỏi hàm. Gặp câu lệnh return là những câu lệnh phía sau nó không được xử lý nữa. Nó văng ra khỏi hàm luôn. Còn câu lệnh mà break, break thì thoát khỏi gì ạ? Sheet cây và vòng lặp. Đúng không? Đó, break là thoát khỏi sheet cây hoặc là vòng lặp. Ok chưa? Không chưa? Ok. Tiếp tục đến những cái khác thôi. Các bạn bắt lỗi tiếp đấy. Thì ở trong này khó nhất là bắt lỗi gì ạ? Cái anh này. Đúng không? Và anh này thôi. Nếu các bạn for từ đầu đến cuối mà chưa anh nào check thì bắt lỗi. Còn for hai này, chọn hai này, nếu một trong hai cái nó gọi lấy, nếu các bạn lấy theo cái gì ạ? Cái name thì nó sẽ trả về một cái mảng. Nó mảng. Mà mảng thì các bạn cũng dùng vòng lặp được. Hiểu không? Có hiểu chỗ này không? Nếu các bạn mà lấy theo tên thì chắc chắn là sẽ nó trả về một cái array. Hiểu không ạ? Đấy, ta dùng vòng lặp thôi. À, có nhiều cách để làm lắm. Ví dụ tôi bắt lỗi gender nhá. Mấy cái này thì tương tự thôi. À, cái này thì từ từ tôi nói sau. Bây giờ ta sẽ có một ví dụ như này. À, ta lấy một cái mảng là và chuyển sang led cho nó sành điệu nhá. Cái này là gì ta? À, radio đúng không? Radio gender
gắn bằng document chấm get element by name. Các bạn để ý nhá, get element by name thì sau chữ element có chữ s thì chắc chắn nó phải trả về mạng. Còn get element by id sau chữ element nó không có chữ s, nó thấy không, nó trả về một giá trị đơn. Nhưng mấy cái ở dưới là có chữ s hết là đương nhiên nó phải trả về mạng. Đây, biết cách để các bạn đối xử với nó nha. Ví dụ như cái này tôi để là txt gender. Đấy, thì chắc chắn cái này sẽ trả về mạng các bạn. Tôi không biết các bạn có bao nhiêu cái radio. Tôi for let y gắn bằng không y nhỏ hơn cái radio gender chấm length y cộng cộng. Nếu như tất cả những cái này mà chưa check kịch thì báo lỗi, đúng không? Đấy, sao xử lý tiếp nha. Nốt cái này nha. Rồi, if radio gender y, nếu cái này chấm is a check. Ê, nó nhắc cái gì tào lao vậy? Không có cái check kịch. À, khoan. À, radio là nó có cái gì ta? Có is a check kịch hả? Cái này mà là chu. Nếu có một trong những cái này check thì các bạn break ra ngoài luôn, thoát luôn, chỉ cần một cái check là được rồi. Tại vì cái này nó check có một mà. Hả? Dữ liệu đâu á, cái này cái dấu check mà, dấu này nè. Nếu mà chưa check gì cả thì bạn mới bảo lỗi, còn check rồi thôi không bảo lỗi. Một trong hai cái này check là được cái gì, thì chỉ cần một cái check các bạn break ra ngoài, đúng không? À, bây giờ các bạn nè, ở đây nó dính cái chỗ cái led, các bạn đừng có để led để va. If y này mà nhỏ hơn rd gender, đố các bạn biết tại sao tôi lại làm như này. Nhỏ hơn thì cái này là lớn hơn hoặc bằng, thì tôi sẽ báo lỗi và return. Please check gender. Chạy nhá. Đây cái này nè, cái này lỗi nè. Rồi bóp nè. Thấy gender chưa? Check cái hết nè. Ok, ủa sao vẫn vô lịch check vậy? Khoan. Y nhỏ hơn cái này chấm len, cái này mà lớn hơn nó bằng cái này len. Ủa? Break. Sao lại break khoan thế này? Console log là y nha. Từ từ nha, console log là y này cái nhà. F12. Cái này là chưa check gì cả thì nó bằng 2 đúng không? Đúng không? Tôi check cái
Ủa tại sao vẫn bằng 2? Khoan. Không. Vậy là... Ủa tại sao break rồi mà? Nếu mà nó check rồi thì... À cái check này... Không, cái này như nó sai nè. Check cực này nè. Lock cái check cực này xem nó trả về gì nha. Đúng rồi, cái đấy tôi cũng chưa phone mà. Nhà khoan, cái này. Rồi, cái này thì ok nè. Cái này là Anton, cái gì là gì, cái này là gì đấy? Object undefined à? Cái này sao undefined à? Đấy, bởi vậy Radio gender nó trả về mạng mà. Nó vẫn undefined. Nghĩa là cái này nó không hiểu nè. Y bằng 0. Không, hình như là không. Checked. À, checked là select rồi. Is checked. Khoan, chờ xíu, có cái này kìa đó. Radio JavaScript checked. Checked bằng chu, không phải. Nó là cái hàm của nó là kiểm tra có check hay không ấy. Chấm check cực thôi à? Rồi, ok. Đâu rồi? Đó, phone, rồi ok. Rồi, lỗi, submit. Tức là nó cho submit luôn á, là ok rồi đó. Hiểu không? Đó, vậy thôi. Các bạn check nó là gì ạ? Nếu mà nó... Tại vì là nó là mạng, cho nên mình muốn cái gì ạ? Cái checkbox cũng tương tự cái này. Phương thức của nó cũng là checked y như cái này luôn. Thì nếu như cái y này... Tức là nó nếu như có check rồi thì khi break ra thì cái y chắc chắn không thể nào mà bằng cái len được. Khi mà nó không rơi break thì chắc chắn nó sẽ phải là lớn hơn len. Hiểu không? Lớn hơn đúng là bằng. Nhưng mình để cái lớn hơn bằng để cho nó an toàn. Không so sánh chính xác nha. So sánh chính xác cực kỳ nguy hiểm. Cái này bữa sau chia sẻ. Có những cái tình huống các bạn phải lớn hơn, nhỏ hơn, lớn bằng. Chứ không có khái niệm mà bằng cực kỳ nguy hiểm luôn. Đúng không? Đấy. Thì vậy cái này là bắt lỗi. Thì buổi tới chúng ta sẽ làm tiếp. Tại vì giờ cũng hết giờ rồi. Còn 10 phút ai hỏi gì không? Ok.